đâu mà em chào. Ủa, có ước nguyện gì không? Ước nguyện gì không? Dạ mấy bạn vô. Cô chú anh chị và các em ơi, ông xã thích sô-cô-la nên Thảo đổ cái bánh sô-cô-la cho ông xã. Cái này là giống như gia đình á. Một gia đình. 1, 2, 3. Trước khi đi về giờ nhóm mình cắt bánh ăn sinh nhật ông xã một lần nữa nha. Hôm nay buổi chiều thứ hai ở trong rừng, bữa nay là sinh nhật ông xã Thái. Giờ tổ chức sinh nhật cho ông xã nha. Chiều á mấy bạn làm barbecue ăn uống rồi à. Không được quay phim đó, có trong đây mà giờ Thảo không mở. Cảm ơn Trân. Rồi ông xã qua, ông xã qua đi sinh nhật của ông xã. Hôm nay ngày lễ độc lập của nước Mỹ, ngày mai là sinh nhật ông xã, nhưng mà tại đi cắm trại nên bữa nay thổi nến luôn. Tại nay có nhiều bạn nè nên tổ chức sinh nhật cho ông xã sớm một ngày, ngay ngày độc lập của nước Mỹ. Bí mật. Ồ, một cây được rồi. Một cây hả? Dạ rồi. Dạ rồi, không chịu hả? Vậy đấy, đây màu xanh đi. Màu xanh và đẹp nè. Để đây đi. Hai cây đi. Đợi chứ giữ cũng được. Thu. Thôi nó. Nó. Khoan thôi. Nó để cho chứ bên gì đâu mấy trời. Đó đâu đó. Rồi. Rồi. Đây. 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Có cầu nguyện gì không? Ước nguyện gì không? Ước nguyện gì không? Dễ chịu lắm. Ready? Smile. Phải quay đồ ăn mới đẹp chứ, bánh này hả? Quay bánh. Vô. Giờ mấy bạn vô đi nè. Giờ mấy bạn vô. Chụp hình trước luôn phải không? Cảm ơn mấy bạn mua bánh cho ông xã luôn nha. Thank you. Chúc ông xã sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Giống chúc Tết quá. Ăn đi. Bánh sinh nhật ăn xíu đi. Bánh mấy dĩa đó mua để sinh nhật riêng cho ông xã đặc biệt á. Đây ông xã. Ừ, để làm cho ổng, làm sinh nhật ổng phải mua dĩa đẹp chứ. Đủ hết chưa? A Đì ngồi trước luôn, A Đì dễ thương quá. Nay là ngày thứ hai cắm trại trong cái khu này, có cái hồ đẹp lắm. Cái tên trại là gì? Đi vòng vòng nha. Giờ buổi chiều nè. Những liều kế bên á có mấy cái tàu nữa, tại dưới đây có cái hồ. Sáng đi hồ rồi, trời ơi vui ơi là vui luôn. Bên đây có cái tàu ha, mấy nhà kia, nhà khu vậy đó, ta xây cho cái chỗ đậu xe, rồi mình cứ cắm trại ở trong cái khu bằng ở dưới cái chỗ đậu xe đó. Mà thường á người ta trồng cái cây một vòng cung vậy đó, là một khu dựng được khoảng 3-4 liều á. Như đây nè ha, đây là một khu nè, cái ta đường này chắc người ta tỉa cây lại ha, người ta trồng theo cái kỹ thuật á, là cái cây một vòng tròn ha, vòng tròn đó, gia đình đang ăn sinh nhật ông xã, một vòng tròn vậy đó, cách biệt với những khu khác. Một vòng tròn rồi xong, tới đây là hết một khu trại nè. Bắp ngon nè. Ăn sạch sẽ rồi mới lại quay. Happy birthday anh xã đẹp trai. Hồi năm rồi ở Việt Nam ông xã, nhớ không? Năm nay ở Mỹ.
Thảo vừa thấy lên đèn 9 giờ rồi mà Nicky Trần còn kêu qua liều Nicky Trần chơi. Mấy ông xã đi qua chơi. Mới được lên sóng, còn em quay mọi người không được lên sóng đâu. Được không? Được không? À, đang ăn cái gì vậy? Ừ. 1, 2, 3. Đông vui. 2 em luôn. Bữa nay sinh nhật 2 em. Hôm nay là sáng ngày thứ 3. Ông xã đốt lửa lên để nấu đồ ăn. Còn bé Trân nè, đang nấu đồ ăn cho mấy em. Vincent thì xịt thuốc mũi. Ở đây có mũi với mấy con bù mắt nhỏ nhỏ. Giờ mình không có barbecue nữa. Ừ, cắt ra xào luôn hả Trân? Dạ, cắt anh lấy thịt ra. Giờ mình đốt lửa lên, mình nướng mấy cái củ khoai với bắp còn dư hả? Mấy bắp hết rồi. Hôm nay mới đúng ngày sinh nhật của ông xã. Đi cắm trại mà Thảo làm cho ông xã đẹp trai một cái trái tim rau câu. Chúc kia cho em về. Hy vọng là nó đẹp nha. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Tưởng khen mình luôn kìa. Bích Thái ơi. Thấy không? Surprise vợ, surprise vợ. Vợ làm cho cái bánh birthday đẹp chưa Thái? Surprise dữ. Tại chồng đẹp trai mình phải làm cái bánh cho đẹp. Rau câu sơn thủy sô cô la. Trước khi đi về, gia đình hát sinh nhật của ông xã một lần nữa. Tại vì là bữa nay mới đúng ngày sinh nhật ông xã nè. Sau ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Trước khi đi về, giờ nhóm mình cắt bánh ăn sinh nhật ông xã một lần nữa nha. Đi. Đó đó, đem cho mọi người đi. Rồi, có nẻ kìa. Adi trước đi, Adi cưng Adi nhất nè, rồi tới Bù Đi nè. Đang buồn. Adi, chú Thái cho kìa. Tới Bù Đi. Bù Đi. Nè, có thả cho con cái mặt cười nè. Kiểu này không? Kiểu này không? Cái kia á, cái sành kiểu nào con? Hả? Ô, cái chết đi đẹp quá nè. Có thả, cho con chết đi. Vừa ăn lắm không ngọt lắm. Rồi mời cả nhà ăn. Ăn bánh sinh nhật. Đó, yeah. Mình sợn đó. Lấy ăn, lấy ăn. Cảm ơn em. Đó. Ngon, cũng ngọt lắm. Được. Còn cái chữ Thái. Buổi sáng trong khu cắm trại, nắng đã lên chan hòa mà còn yên tĩnh lắm, mọi người còn ngủ. Cái liều đối diện á, người ta có chở theo cái thuyền nhỏ nhỏ nè, cái xuồng á, cano, rồi có mấy cái xuồng bằng mũ nữa để đi xuống cái hồ, các trò chơi giải trí ở trên hồ đó. Đây có chỗ lấy nước nhưng mà Thảo không lấy chỗ đó, Thảo qua chỗ bên đây nè. Cách 1-2 liều vậy có cái chỗ lấy nước. Cái liều này thì người ta dọn về rồi. Đi cắm trại cũng có nhiều cái vui lắm cô chú anh chị và các em. Cảm ơn cô chú anh chị và các em cùng gia đình Thảo đi cắm trại 3 ngày rồi sinh nhật ông xã. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của cô chú anh chị và các em. Chúc sinh nhật cho ông xã đẹp trai. Thảo hay gọi vậy chứ ông dễ thương thôi. Gia đình Thảo đi rất là cẩn thận, ba gia đình này là ở nhà, không có đi làm việc online không à. Không có gặp ai á, đi vô đây cũng vậy, rửa tay hoài luôn. Rửa tay, đem xà bông nhiều lắm. Rồi rất là, nói chung là rất là cẩn thận. Vô cái khu này thì ở cái khu này thôi, còn đi ra mấy cái khu du lịch cũng cẩn thận lắm. Ngồi riêng một khu vậy đó.
chủ yếu là cho mấy em nhỏ đi vui. Tại 3-4 tháng nay mấy em ở nhà giống như chơi máy không biết nghiện máy luôn á, nên cho con em mình đi chơi mà rất là cẩn thận. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã ủng hộ gia đình Thảo và các bạn. Hẹn gặp lại trong những video mới của Thảo. Đăng ký kênh Thảo Kali ủng hộ gia đình Thảo nha. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye cô chú anh chị và các em.